Hành trình 7 ngày cùng quyển sách Những tấm lòng cao cả của Edmondo de Amicis. 3 giờ sáng ngày 2 tháng 11 năm 2022, chợt tỉnh giấc, cơn ác mộng lại đem tôi đến đây. Ngoài trời mưa lất phất, từng hạt mưa rơi được buồn từng khúc. Dạo gần đây mọi người có vẻ bận rộn quá, ai cũng có công việc riêng mà lãng quên đi gia đình và bạn bè của mình. Cái mê cùng ấy khó mà tìm ra lối thoát. 3 tháng rồi, tình trạng ấy vẫn cứ tiếp diễn. Thời gian không dài mà cũng chẳng ngắn, nhưng đủ khiến con người ta bị dồn đến bức tường đầy rẫy tiêu cực. Đây cũng là bước ngoặt khiến tôi tìm đọc Những tấm lòng cao cả của Amicis qua lời giới thiệu của bà ngoại. Ngày đầu, tôi đã gặp mặt người bạn tri kỷ của mình. Cha đẻ của cậu là một nhà văn, nhà báo và nhà thơ người Ý. Cuốn sách nổi danh xuất bản vào năm 1889 và ngày tự trường ở Ý. Ngay lập tức, tác phẩm đạt được thành công vang dội và được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau. Cuốn sách nói về hoài bão xây dựng đạo đức cho thế hệ tương lai, về cách nuôi dưỡng con trẻ đúng cách. Có lẽ với định hướng như thế, cuốn sách hứa hẹn sẽ giúp tôi cởi bỏ những nút thắt trong lòng. Ngày thứ hai, tôi đã làm quen một cậu nhóc trong câu chuyện và dần hình dung ra được cuộc sống hồn nhiên của cậu. Enrico, một cậu nhóc 11 tuổi đang học tiểu học ở Ý. Cốt truyện diễn ra theo thứ tự thời gian xuyên suốt năm lớp 3 của Enrico. Ở đó, Enrico đã tiếp xúc với những cậu bé hồn nhiên, trong sáng, đủ mọi tính cách. Tuy nhân vật người lớn cũng được xây dựng mang tính ca ngợi. Xen kẽ cuốn nhật ký của cậu bé Enrico là các câu chuyện đọc hàng tháng. Đây là những câu chuyện kể về tấm gương, những người thiếu niên dũng cảm của nước Ý, những người hy sinh vì tổ quốc và cả những người có nghĩa cử cao đẹp. Suốt hai hôm liên tục, tôi như một kẻ si muội đắm chìm trong thế giới của hai chúng tôi. Sách tự như một chuyến tàu vũ trụ, xuyên không gian, thời gian, đưa tôi đến thế giới này, đến thế giới khác. Thậm chí giúp tôi tìm được người bạn tôi yêu. Misty Teddy, một cậu bé trông có vẻ ngốc nghếch, lại không hay nói, nhưng với nghị lực phi thường đã chiến thắng khả năng bẩm sinh của mình, vươn lên đứng thứ nhì của lớp. Tôi còn hồi hộp theo bức thư bộc lộ những tâm tư, thái độ của người cha khi con mình hỗn láo với mẹ trước cô giáo. Bằng tình cảm yêu thương của mình nhưng không kém phần nghiêm khắc, người bố đã dạy bảo con mình bằng những lời lẽ thân tình, thấm thiết, dạy con cần có thái độ trân trọng và yêu thương đối với mẹ. Hành trình đọc sách cũng dần khép lại ở những chặng đường cuối, với những giá trị đạo đức và tư tưởng sâu sắc. Gia đình có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành nhân cách của đứa trẻ. Nhưng dạy sao cho phải, dạy sao cho nên người, thì giáo dục là chính là một nghệ thuật. Đồng thời cũng cần có sự tiếp sức từ thầy cô, bạn bè, cùng nhau tạo nên một môi trường phát triển lành mạnh cho mầm non xanh của tổ quốc. Cuối cùng, giống như tên sách, các nhân vật ai cũng có những tấm lòng cao cả, cần được học hỏi và phát huy bởi thế hệ trẻ ngày nay. Chuyến tàu cảm xúc, chuyến tàu ký thác nỗi tâm sự, chuyến tàu của những bài học nhân văn sâu sắc sẽ cập bến. Trước khi xuống trạm, xin hãy dành chút thời gian lắng nghe nhịp đập đổi thay bên trong người bạn để cảm thấy được sách đã mang đến cho mình những gì. Bạn sẽ thấy được điều kỳ diệu lắm. Sách đã cứu rỗi tâm hồn vụn vỡ của tôi, đã cứu mang những con người khốn cùng lạc lối. Một cô nhóc 16 tuổi bước đến giai đoạn trưởng thành, có những bước đi chập chững trên đường đời. Từ khi tìm đến sách, tôi hiểu được mình cần làm gì và sẽ làm gì trong thời gian sắp tới. Và chỉ khi tìm đến sách, tôi dần cảm nhận rõ hương vị hạnh phúc. Cảm ơn cậu, người bạn tớ yêu. Tớ sẽ mãi khắc ghi cuộc gặp gỡ giữa hai ta, thân gửi.